Hôm nay đổ xăng. Xe bây giờ như chạy cũng 2 tuần mới đổ được là đổ một lần. Không như hồi xưa mà như là mỗi tuần phải đổ xăng. Đổ xăng xong rồi bây giờ qua quán cà phê ngồi một chút. Dùng cái internet free của nó. Bạn biết không, internet ở nhà đó nó bây giờ nó limit được 1 terabyte một tháng thôi, nghĩa là mình xài hết. Cái đó là nó chạc tiền thêm 10 đồng mỗi một 50 gigabyte. Thì xài khoảng chừng 28 ngày đó là hết hết hạn luôn rồi. Cái bắt đầu nó đưa mình cái message là nó sẽ chạc thêm 10 đồng nữa cho 50 gigabyte. Bỏ tay luôn, bởi vì mấy cái hãng phone, mấy hãng gì đó mình ghét lắm. Phone cũng vậy đó, mỗi lần mình cầm cái bill lên là mình thấy bực mình à. Tại vì nó trả cái phí gì đủ thứ hết à. TV đồ gì cũng vậy đó, mấy cái cable company đó. Regulation là cái những cái luật mà cấm hạn tụi nó riết rồi, bỏ hết rồi, cái nó muốn làm lộn sao. Consumer là mấy người mà xài là bị hay bị thiệt hại lắm. Dạ. Phải chi mà nó mình xài nhiều trả nhiều thì không có đâu. Mình xài ít á thì nó vẫn chạc đủ. Nhưng mà khi mà mình xài lố là nó chạc thêm. Khôn không? Đây là cái quán cà phê mình sẽ vào. Khu này là cái khu chợ 99 Ranch. Hôm nay trời rất là nhiều mây. Quán cà phê họ mở nhạc nên không có vlog được. Ngồi đó tán dóc lại bị YouTube cự nữ cho nên mình phải đi về. Uống xong cà phê ăn miếng cái bánh rồi thôi đi về. Chút nữa hứng thú ra tám với các bạn. Thôi bây giờ mình vô nhà nha. Bye. Hello các bạn. Hôm nãy ngồi quán cà phê tính ngồi tám với các bạn nhưng mà không được tại vì họ mở nhạc á, thì nhiều khi nhạc á, bị bản quyền ở trên cái YouTube cái mình để lên bị nó cúp ngoài à. Bây giờ mình đang ngồi coi stocks với lại rảnh hôm qua có mua vé số thử có trúng không, mình chưa có dò nữa. Trúng nha. Cái này là Super Lotto. Để mình coi coi trúng được đồng nào không. Trúng được đồng nào không. Tình hình là chưa có ai trúng hết. Yeah. 28 triệu nhưng mà không ai trúng hết. Giải nhì thì có một người trúng ở thành phố khác, không phải ở San Jose, cho nên là coi như mình giải nhất giải nhì là coi như thua rồi đó. Thì mình coi thử nha. Số sổ ra là số 10, số 23, 28, 38, 39, rồi cái mega là 15. Mình coi coi. Mình không có trúng cái số mega. Cái hàng đầu mình có mua 5 tờ, nhưng mà 5 hàng 5 đồng. Chặt lắc. Vô được một số. Vô được có một số hàng đầu thôi. Hàng thứ nhì. Vô một số nữa. Yeah. Hàng đầu vô số, hàng thứ nhì vô số, hàng thứ ba chặt lắc, hàng thứ tư vô được một số, hàng cuối chặt lắc. Ok, hôm qua mình cũng có
thí 10 đồng coi thử cái trúng không, cái tờ cạo này coi cũng vui lắm. Để mình coi coi còn bao nhiêu số độc đắc nữa. Quậy quậy quậy. Bấm gì khó vậy? Okay. Top prices remaining. Và coi là nắm cái website của này á, nó cho mình biết coi cái vé cào này nó còn bao nhiêu cái giải độc đắc. Cái game của mình chơi là 50 plus 50 times. Thì đâu vậy trời mình. Oh. Mắt kém quá sao nhìn không thấy. Ở đây. Ok, cái giải độc đắc 1 triệu này nó có 12 giải. Nhưng mà đã có 3 người trúng rồi, giờ còn 9 giải nữa. Đó, 9 tờ vé số trong cả nước, cả tiểu bang Cali này luôn. Là chỉ có 12 vé là trúng độc đắc thôi. Nó bán cầu cả trên mấy chục triệu tờ này đó, bởi vì mình khó trúng rồi vậy. Giải thứ nhì là 20.000 thì còn đã có 10 người trúng rồi. Còn lại là 14. Ok, giờ mình cạo đi nha. Cạo cho vui các bạn ơi. Ok, mình cạo đây nha. Thì mình cũng có nhiều lần cắt nghĩa rồi, cái 50 nhân này là khi mình cạo được cái số nhân á là mình sẽ trúng giải đây ngay lập tức. Rồi nếu như mình cạo mà 6 số này là 6 số của mình á, mà mình dò làm sao mà trùng số ở dưới đây, cái số trùng đó mình trúng á thì mình sẽ trúng cái giải ở dưới con số đó. Thì nó có một cái này gọi là bonus. Thì thường thường mình cạo bonus trước mình coi có trúng không. Bonus đó là phải ra số 100, phải ra số 100 thì mới là trúng. Mà mình là 102 là coi như chặt lắc rồi. Rồi cái đó là mình sẽ cạo cái số của mình đây. Số đầu tiên là 43, 45, 33, 35, 13. Đó là 6 cái số của mình đây. Ok, bắt đầu mình sẽ cạo. Số 16 là chặt lắc rồi, không trúng. Là cái giải đây là 30 đồng. 39 không có. Mình có 33, 35, 31 thôi. 37 cũng không có luôn. 34, có 33, 35 thì nó cho mình cái số nó chính giữa. Cái giải là 500 đồng. 27 không có. Coi như là hàng đầu chặt lắc hết rồi đó các bạn. Ủa quên, mình good luck chứ ha. Xoay good luck. 26 không có lắc gì hết. Lắc lư con tàu đi. 22, 49, 41, 36 lại có một số kế bên nữa. Nếu như mình trúng là số là 15 đồng vậy. Coi như hai hàng là hai hàng hai giải chặt rồi đó. Còn hai cuối cái hàng cuối số 9 tại mình không có số lẻ, số 13 là số nhỏ nhất rồi, không trúng. 11, 14, trời ơi sáng lúc nữa, 100 đồng. 29, không có. Úp, 23, mình tưởng mình có chứ. 33. Rồi, hàng cuối đây. Hy vọng đã vươn lên. 48, chắc lắc.
24, 46. Dạ, 46 có 45. Trời ơi, còn có 2 số cuối thôi các bạn ơi. Hy vọng không còn bao nhiêu. 12, trời ơi là trời. Cái giải 20.000 là số 12 mà mình có số 13 thôi. Down to the last number là còn cái số cuối cùng thôi. Coi cái giải trước. À, 10.000. Thấy 10.000 là chật lắc rồi. Dạ, 42. Có 43. Thua. Thôi, hy vọng sao. Cạo mãi, lâu lâu hứng thì cạo, hên thì trúng. Không trúng thì buồn 5 phút. Chào các bạn nha. Tình hình là trời nhìn như sắp mưa vậy đó. Vào thu rồi các bạn ơi. Bông này ở Việt Nam mình thấy cũng có nữa không? Đẹp. Nó tàn rồi. Sắp trời mưa rồi, phải đi ra cái tiệm Walmart mua mấy cái miếng ni lông lót cho trong xe mới được. Tại vì cái thảm xe mình không lót á. Mai mốt trời mưa ướt chân ướt giày, xong bước vô bước ra cái nó ướt cái thảm nó hôi lắm. Mình phải làm đi mua mới được. Mình đang đi bộ chút xíu đó. Nhìn thấy trời âm u quá. Quay lên cho các bạn xem vậy mà. Buồn quá, nằm đây nhìn lên trời chút xíu. Không có người, cũng không có thú vật, không có chim chóc gì hết vậy. Bên Mỹ vậy buồn quá các bạn. Đúng ra thì cái khu này nó yên lặng vậy chứ đi xuống downtown thì đông người lắm. Rồi công việc làm rồi gì nào đó. Công ty, trong công ty thì có người ta, chứ còn khu ở như vậy thì ban ngày đâu ai ra đây làm chi. Cho nên mình thích vậy đó. Việt Nam thì khác, tại vì ở Sài Gòn đông đúc quá mà. Bước ra là có hàng xóm. Sống ở đâu quen ở đó bạn ơi. Nhiều người coi video mình nói là buồn quá, nhưng mà mình thấy cũng chẳng có gì buồn hết. Nếu như mình chán cái như vậy thì đi về Việt Nam chơi, đi du lịch. À, trứng hồng vịt muối. Hôm nọ mình đi vô trong cái hãng trứng vịt á. Mình mua khoảng 20 trứng về. Kêu em gái nó ngâm muối cho mình ăn thử coi. Tại vì trứng vịt muối mua ngoài chợ đó, sao ăn thấy dở quá. Mình làm thử coi. Đây, hai trứng mình luộc lên. Đi bộ ông Tăng. Cho nó giãn gân giãn cốt chút. Mình vô luộc, mình đang luộc hai cái trứng vịt muối. Cái này là măng cụt nè. Hình như cái trái nó hơi nhỏ hơn mình thấy ở Việt Nam. Nhưng lâu lắm rồi mình không có được ăn măng cụt. Nói thật thì hồi nhỏ mình không thích ăn cái trái này lắm. Thích ăn vú sữa với mận đu đủ. Nhưng mà bây giờ bên đây thì hiếm quá. Bây giờ mà những cái trái thích mình ăn Việt Nam là mãng cầu. Măng cụt. Nhìn cũng ngon ngon tươi quá chứ. Không biết chị mua ở đâu, không biết tự nhập cảng từ Việt Nam hay là Thái Lan. Ăn thử coi. Ăn thử coi. Ngon. Cái hộp ăn được không ta? Mình nhai nuốt luôn. Nhai tuốt luộc mấy cái hộp ăn luôn rồi.
Ngon quá. Lâu quá không được ăn. Hồi mấy chục năm về trước mấy cái trái cây này thì coi như không có đâu. Bây giờ chắc họ có chế ra cái chất tia gì đó mà họ giết được cái mấy con côn trùng ở trong cái trái cây tươi cho nên mới cho nhập cảng vô Cali. Chứ không thôi là nó không cho đâu. Nhớ đó mình đi Hawaii mà mình mua khoai lang tím đem về cũng bị bắt giục trong rác hết. Ồ, cái này như nó bị hư rồi. Cái này ai làm vậy, mở ra cũng không được, nó dở quá vậy. Trời ơi, ấy, trái hư rồi. Còn trái cuối. Trái đầu tiên ngon quá, trái thứ hai hư. Ồ, trái này cũng ngon nè, thấy không? Chậm. Mấy cái muối non này nó không có cái hột, mà cái núi to này nó có cái hột to, mình nuốt luôn. Chắc không sao đâu. Hột to quá, không được. Thôi không ăn cái nào. Hết rồi. Trái này sao vậy? Dạ hư rồi. Ba trái mà có hai trái ăn được à. Ngon quá. Đi chợ thử còn thấy mua thêm ăn nữa, ngon quá. Ngon quá, ngon quá. Mà hình như cái trái này cũng rất là tốt. Có nhiều chất vitamin. Giờ chờ trứng vịt muối chín xong rồi mình ăn. Làm biến nấu cháo, đáng lẽ nấu cháo ăn ha. Nấu thật là lâu thì mệt á. Thôi ăn với cơm. Cơm gạo lứt. Trứng vịt muối chín này, nóng còn nóng. Bữa nay làm tào lao quá ha. Hôm tay mình tự nhiên tháng trước thèm vịt muối. Mình mua ngoài chợ ăn dở quá đó. Coi mình đi mua vịt lộn để mua chục hai chục vịt muối về kêu nhà em nó làm thử. Muối thử coi. Mình thấy nó ướp bỏ đủ thứ vô hết mà không biết. Giờ mình cắt nó ra thử cho nó coi. Nhìn là biết được à, thì nó đỏ đẹp, còn cái ở ngoài chợ nó làm sao á. Ok. Ây. À, vàng. Cũng thơm lắm, nó thử coi. Ây ạ. Ở Việt Nam coi chắc mấy này chấm điên á, một vịt muối mà cũng làm gì dữ vậy. Nhưng mà đây hiếm á. Mặn quá. Xin lỗi. Hơi ăn. Mỗi lần mình ăn một hai miếng gì nó lọt ở trong cái cổ họng cái nó sặc à, béo cái ngon, béo hơn cái ngoài chợ mình mua ăn dễ ẹt à. Ăn lẽ ăn với cháo nhưng mà tại mình làm biết nấu quá. Ngon hơn ngoài chợ nhiều. Good. Béo hơn cái hột vịt lộn trong cái bánh trung thu hôm qua mình ăn nữa không? Ăn với cơm vậy thì nó đỡ mặn. Ngon.
Tại vì cái hồng đỏ nó béo ngon. Okay. Mình tò mò ăn thử miếng về cho thôi chứ chắc để chiều tối nấu cháo ăn. Bye. Con ngày nào nó cũng vậy á. Cà rề, người ta ra 6-7 phút đi ra, mấy đứa nó ra lớp hết rồi, nó chưa thấy nó đâu hết. Nhớ cái tuổi 16, 17 tuổi này hồi xưa á, mình nghĩ là mình biết hết mọi thứ trên đời. Nhóc giờ cũng vậy nữa, nói gì cũng I know, cái gì cũng biết hết á, nhưng mà thật ra là đâu biết gì đâu. Nghĩ lại bây giờ mình gần 60 rồi, mình cũng chẳng biết gì trên đời. Mà hồi thời 16 là mình nghĩ mình biết hết mọi sự. Costco time. Đi chợ Costco. Chán được. Này cua gọi là hoàng đế này, King Crab 23 đồng một ao mà nó đông lạnh rồi. Nó ngon. Chiều mình ngủ được giấc, không biết làm sao mà tự nhiên mệt, bữa nay ngủ trước con về xong cái ướp thịt. Giờ ra nướng cho nó ăn tối đây. Này là thịt trừu. Mình cắt ra từng miếng mình ướp nó xong rồi mình nướng thơm quá. Ướp với dầu hào, mắm, tiêu, tỏi với lại mật ong. Nướng có vài phút thôi mà nó thơm dễ sợ luôn các bạn. Công nhận cái mùi dầu hào đó. Ướp thịt là thấy thích nhất á. Mình mà có bầm tí xíu sả vô đây nữa cho nó mùi thơm sả nữa là phải. Đây là một dĩa cơm của thằng con, cho nó ba cục sườn với một miếng cơm xong rồi. Unfortunately nó không thích ăn rau rau cải gì hết, nhưng mà giờ lớn đầu này không có ép được nữa. Yummy hả? Không ngờ đến có ngày mà thằng con trai mình nó ngán ăn thịt luôn. Mình nướng cho nó có 3 cục sườn thôi mà nó ăn có 2 cục mà nó ngán rồi đó. Kệ cũng tốt cho nó nhịn đói đi, mai mốt ráng làm cái món khác cho nó ăn. Bông hồng buổi chiều nè. Bắt đầu lạnh rồi. Mặc cái áo mỏng này thì còn ok, nhưng mà vài ngày nữa chắc phải mặc cái áo gọi là áo gió. Mặt trời đã lặn rồi. Còn lú lên, mặt trời còn lú lên. Trời đỏ rực à. Cặp vợ chồng đi bộ mới về. Đi chút xíu cho nó thoải mái một chút, hít thở không khí xong đi vô ngủ. Làm cái video này lên cho các bạn coi. Upload lên là chiều thứ sáu ngày mai rồi. Cuối tuần. Nhìn hoàng hôn ở đây nè. Mặt trời còn chút xíu, chừng vài phút, 5 phút nữa xuống. Để chụp thử và tấm hình coi. Ôi, đi vô ngủ. Làm edit cái video này cho các bạn xem. Chụp được vài tấm hình. Không biết nó lên hình đẹp không. Để mình chỉnh lại chút đỉnh rồi bỏ lên cho các bạn xem luôn. Ôi, good night from America.
Sau đây mình sẽ tiễn các bạn bằng cho các bạn nhìn mấy cái bông. Good night.